cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục thanh trang các mời quý vị theo dõi tin phân tích tam anh chiến lữ bố lữ bố là trung quốc nhị anh là nhật và mỹ còn lại là việt nam chương trình do trí tôn thanh trang và võ thiền toàn thực hiện có người đặt câu hỏi cho tôi khủng hoảng biển đông có thể làm chiến tranh có thể bùng nổ hay không theo tôi chiến tranh có thể bùng nổ nếu trung quốc bước qua một giới hạn mà Nhật và Hoa Kỳ không thể chấp nhận được. Giới hạn đó là gì? Thử nhìn lại khủng hoảng Ukraine khi Nga chiếm Crimea, các nước Tây phương phản đối dữ dội, nhưng chỉ bằng vỏ mồm, sau đó là một số trừng phạt kinh tế, logic chiến lược để bảo vệ Crimea, cũng như để đưa biển Azov thành nội hải của Nga, Putin xúi dục thành phần ly khai nhằm đưa miền đông Ukraine vào vòng ảnh hưởng của mình. Việc Nga chiếm Crimea và miền đông Ukraine một phần đến từ việc thất bại khi phân định ranh giới biển Azov. Nếu phân định vùng biển này trên tinh thần công bằng, lấy đường trung tuyến để phân chia, phía Ukraine được lợi hơn vì ưu đãi địa lý. Tàu bè của Nga từ biển Đen vào biển Azov phải đi qua một cửa biển mà đường đẳng sau tàu bè có thể thông lưu lại thuộc về Ukraine. Hai bên thường thuyết để phân định hơn 10 năm nhưng không thành công. Trong khi Crimea từ lâu là địa bàn của Hải quân Nga, hạm đội Biển Đen với hải cảng Sebastopol. Quyết định chiếm Crimea của Putin đến từ tính toán chiến lược. Biển Azov và Biển Đen là không gian sinh tồn của Nga. Nếu phân định ranh giới bình thường thì Nga sẽ mất Biển Đen trong khi Biển Azov trở thành một biển quốc tế. Tức là tàu chiến thuộc khối NATO có thể tiến vào đến biển Azov. Như vậy việc an ninh quốc gia bị đe dọa nghiêm trọng. Sau khi chiếm Crimea, tiếp theo xúi dục quân ly khai tách rời miền đông Ukraine, Nga bị dư luận thế giới lên án nặng nề. Nga chịu sự trừng phạt về kinh tế của Mỹ và phương Tây. Nhưng điểm giới hạn cho Nga trong khu vực này được thiết lập từ thời chiến tranh lạnh là địa trung hải. Tức là hành vi của Nga, mặc dầu vi phạm các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế và hiến chương Liên Hiệp Quốc, nhưng đó vốn là vùng ảnh hưởng truyền thống của Nga tức là nếu Nga ngừng ở đó, quyền lợi và an ninh các nước Tây Âu vẫn không bị đe dọa. Trong khi ở Biển Đông thì khác, có ít nhất ba cách nhìn khác biệt và đối nghịch. Cách nhìn của Trung Quốc là thiết lập lại ảnh hưởng của đế quốc Trung Hoa từ trước hậu bán thế kỷ 19. Một cách phán tắc là Trung Quốc phải đưa các nước như Việt Nam, Thái, Miến Điện, Mã Lai, Nam Dương, vân vân vào trong ảnh hưởng của họ. Theo Trung Quốc, các xứ này trước kia là chiêu hầu của Trung Quốc, vùng biển được giới hạn bởi đường chữ U chính đoạn là vùng biển lịch sử. Các đảo trong phạm vi đường chính đoạn này thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Hiện nay, Trung Quốc cố gắng làm đủ mọi cách để lấy lại chủ quyền các đảo Hoàng Sa và Trường Sa để thực hiện tham vọng đường chính đoạn này. Đường chữ U chính đoạn được Trung Quốc công bố trước quốc tế lần đầu tiên năm 2009, nhân việc phản đối hồ sơ chung Việt Nam và Mã Lai nạp Liên Hiệp Quốc về thềm lục địa mở rộng theo quan điểm về biển của Trung Quốc, qua hai bộ luật biển năm 1996 và 2002, Trung Quốc bảo lưu không chấp nhận việc tự do hàng hải cho các tàu nghiên cứu được quy định theo Bộ luật quốc tế về biển 1982. Việc này đưa đến đụng chạm giữa Mỹ và Trung Quốc trong thời gian qua, như vụ chiếc tàu Impeccable năm 2009 và chiếc máy bay dò thám EP-3E năm 2001 tại khu vực gần đảo Hải Nam quan niệm của Trung Quốc về hiệu lực, lãnh hải và vùng kinh tế độc quyền của các đảo, theo những tuyên bố trước cộng đồng quốc tế hay là hành vi của Trung Quốc qua việc đặt giàn khoan 981, kế cận đảo Trì Tồn thuộc Hoàng Sa và trên thềm lục địa của Việt Nam, thì dường như Trung Quốc chủ trương các đảo này có hiệu lực như các đảo thực sự. Điều này cũng đúng cho các đảo nhân tạo mà Trung Quốc hiện đang xây dựng. Cách nhìn của Việt Nam, mọi người đều biết, hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc Việt Nam. Mặc dù Việt Nam có những tuyên bố trong quá khứ 1977 về vùng biển của mình, nhưng trên thực tế, qua hồ sơ thêm lục địa mở rộng, Việt Nam hiện nay chỉ cố gắng giữ được trọn vẹn vùng biển kinh tế độc quyền sinh ra từ bờ biển, theo đúng tinh thần UNCLOS, sao cho không bị những yêu sách của Trung Quốc chấm lấn. Cách nhìn thứ ba là cách nhìn của Mỹ, Nhật và các nước có thuyền bè thông lưu qua lại Biển Đông, Điều ưu tiên là các nước này không muốn quyền tự do hàng hải của họ bị đe dọa. Sau đó là việc tôn trọng luật pháp quốc tế. Vì vậy, Mỹ, Nhật và các nước khác đều không nhìn nhận yêu sách đường chữ U của Trung Quốc, cũng như phản đối việc Trung Quốc vi phạm luật quốc tế khi xây dựng các đảo nhân tạo, cũng như việc áp đặt chủ quyền lãnh hải và không phận trên các đảo này. Viễn ảnh sắp tới Trung Quốc có thể chiếm tất cả các đảo thuộc Trường Sa còn trong tay của Việt Nam và Phi. Sau đó tuyên bố vùng nhận diện phòng không Addis. Dĩ nhiên, Mỹ, Nhật và các nước cố gắng ngăn chặn Trung Quốc làm việc này. Chiến tranh có thể xảy ra khi nào? Chiến tranh sẽ không xảy ra giữa Mỹ và đồng minh với Trung Quốc nếu Trung Quốc chiếm các đảo hiện do Việt Nam nắm giữ, trong trường hợp Trung Quốc cam kết bảo đảm quyền tự do hàng hải và hàng không trên khu vực biển Đông. Đối với Việt Nam, có thể xảy ra vài đụng chạm nhưng mọi việc sẽ ổn thỏa vì Việt Nam quá lệ thuộc vào Trung Quốc về chính trị cũng như về kinh tế. Một tình huống Maluins chiến tranh giữa Anh và Argentina về chủ quyền đảo Maluins có thể xảy ra tương tự. Mỹ có thể sẽ cung cấp cho Việt Nam một số vũ khí đặc biệt để Việt Nam có thể hạ một số chiến hạm, tàu ngầm và máy bay của Trung Quốc, như trường hợp Pháp cung cấp cho Argentina máy bay Mirage và hóa tiễn, associate. cuộc chiến mà Louis Anh giành chiến thắng nhưng thiệt hại nặng vì các chiến hạm của Anh bị vũ khí của Pháp bắn chìm. Chiến tranh chắc chắn sẽ xảy ra giữa Mỹ và đồng minh với Trung Quốc nếu nước này cương quyết chiếm trọng Biển Đông và ngăn chặn việc tự do hàng hải và hàng không. Không phải như trường hợp khi Nga chiếm Crimea và miền đông Ukraine, việc này không đe dọa tây phương. Biển Đông là đường huyết mạch cho kinh tế của Mỹ, Nhật, Đại Hàn và nhiều nước khác. Biển Đông vì vậy thuộc về phạm vi không gian sinh tồn của Mỹ, Nhật, Đại Hàn và các nước. Nếu chiến tranh xảy ra trong tình huống này, nếu Việt Nam đứng về phía Mỹ thì Trung Quốc có nhiều xác suất thua trận. Việt Nam sẽ phụ trách cuộc chiến trên bộ, được Mỹ trợ giúp quân sự sẽ đánh chiếm Nam Ninh, Khâm Châu, tiến qua phong tỏa eo biển Quỳnh Châu cùng với Mỹ và Nhật chiếm đảo Hải Nam. Hải quân và không quân của Trung Quốc sẽ bị tiêu diệt. Chiến tranh sẽ sớm kết thúc. Việt Nam sẽ lấy lại Hoàng Sa và Trường Sa. Đây có thể gọi là thế Tam Anh chiến Lữ Bố. Lữ Bố là Trung Quốc, Nhị Anh là Nhật và Mỹ còn lại là Việt Nam. Nếu Việt Nam không đứng về phía nào, theo như lập trường hiện nay, thì cuộc chiến sẽ hạn chế trên biển và trên không. Cuối cùng thì Mỹ và Nhật cũng thắng. Trường hợp này, các đảo Hoàng Sa và Trường Sa sẽ thuộc về phe chiến thắng như là chiến lợi phẩm kính thưa quý vị VATV sáng nay đến đây là chấm dứt mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến cho VATV xin email về VATVnews@gmail.com thành trang kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới kính chúc quý vị có một cuối tuần an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình.